Lúc sinh thời cố nghệ sĩ Phi Nhung tận nhận nuôi nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt và cả những giọng ca trẻ yêu thích giọng nhạc dân ca trữ tình. Trong số đó Phạm Đức Hiếu không theo đuổi đam mê ca hát như Hồ Văn Cường, Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Thiên Nhung nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều người. Được biết cậu bé thuộc thế hệ 10X này mồ côi cha sớm, mẹ ruột bị mắc bệnh tâm thần nên cậu từng bị bỏ rơi ở một bãi biển lúc còn nhỏ tuổi. Để chống chọi với tuổi thơ không may mắn, Đức Hiếu phải đi lang thang, ai cho gì ăn đó. Trong một kiến thiện nguyện, Phi Nhung và một sư cô đã gặp được cậu bé và quyết định đưa về chăm sóc. Có thời gian Đức Hiếu được sinh sống và tu tại chùa, đến độ tuổi khôn lớn, cậu bé được đi học và sống gần với giọng ca bông điện điển. Theo bí mật trước đây của Phi Nhung, con trai nuôi của cô ngoan ngoãn hiếu thảo nhưng từng khá nhút nhát, ngày tiếp xúc với những ai không quen biết và đám đông. Nhờ tình yêu thương và bảo bàn của mọi người trong gia đình cô, Đức Hiếu dần cởi mở vui vẻ hơn. Không phân biệt con nuôi bình thường hay nổi tiếng, cậu bé này được Phi Nhung dạy dỗ về sự lễ phép, tự lập trong cuộc sống và được học hành đi chơi nhờ các anh chị em trong nhà. Tháng 6 năm 2021, khi thấy mẹ nuôi cùng Hồ Văn Cường vướng ồn màu chuyện ứng xử tiền bạc, Đức Hiếu đã lên tiếng bên vực cả hai. Theo cảm nhận của cậu bé, Phi Nhung là người nghiêm khắc nhưng luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với các con. Đức Hiếu luôn mang ơn và cảm thấy hạnh phúc vì sự tâm lý, chỉ bảo của mẹ nuôi. Còn về phía Hồ Văn Cường, cậu bé thường xuyên tiếp xúc và mong cộng đồng mạng hãy nhẹ nhàng để quán quân Việt Nam Idol Kids có thể tập trung cho việc học, thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho thật tốt. Suốt thời gian Phi Nhung nằm viện vì nhiễm Covid-19, Đức Hiếu luôn cầu nguyện và mong những điều tốt đẹp nhất đến với mẹ. Lúc nữ ca sĩ 7 ít qua đời, cậu bé đã vô cùng hụt hẫn và đau buồn. Cuối tháng 10 vừa qua, Đức Hiếu đón sinh nhật nhân thiếu vắng mẹ nuôi. Cậu bé bày tỏ rằng, năm qua thật tồi tệ với tôi, tôi sẽ không được cùng mẹ ăn sinh nhật, không còn là đứa trẻ con nữa, chỉ mong tuổi mới sẽ giúp tôi khôn ngoan hạnh phúc hơn. Xin cảm ơn mẹ và sư phụ đã nuôi nấng con, con sẽ cố gắng học tập làm người tốt, con sẽ cố gắng học thật giỏi, trưởng thành và thành công hơn trong năm nay. Hiện tại ngoài duy trì việc học tập, những lúc rảnh rỗi, Đức Hiếu thường phụ giúp người thân một số công việc tại các quán chay của mẹ nuôi đã quá cố.